Hello cả nhà mình ơi, mời cả nhà mình món bánh cà rốt. Emma vừa nướng một nồi chiên không dầu xong, rất là ngon, nó đang còn hấp hơi luôn cả nhà này. Bánh rất mềm và xốp, và mình tận dụng cái cà rốt mà mình làm nước ép rau củ ấy, cái bã của nó để mình làm bánh nhá, đều rất là ngon. Chúng ta cùng nhau đi làm chưa? Xốp mềm lắm. Rồi làm được hai cái bánh mì cà rốt thơm ngon cho cả gia đình. Mình để nó nguội rồi ăn nhá. Rồi cả nhà mình ơi, đây là nguyên liệu làm cho món bánh cà rốt ngày hôm nay. Mình dùng cái bã cà rốt rồi mình làm ép nước rau củ ấy. Mình làm nguyên liệu nào thì Emma sẽ nói nguyên liệu đó nhá. Mình gồm chính này, gồm có bột hạnh nhân này, gồm có bột yến mạch này, cà rốt bào này, cà rốt là mình xay ấy, một chút nho khô này, một chút quả chà là, một chút chuối tạo vị ngọt. Em sẽ cho chuối để tạo vị ngọt, bởi vì bây giờ khi làm bánh bây giờ Emma không dùng đường nữa mà dùng vị ngọt tự nhiên từ chuối và từ các loại hoa quả khác nhau. Chuối với quả chà là rất là tốt. Mình cho khoảng chỗ này là khoảng 2 quả chà là rất là lớn các bạn cho vào nhá. Thì cái này cho khoảng chỗ này nặng khoảng tầm 40 gram ấy nhỉ, một quả chuối to. Thế thôi. Rồi em sẽ cho nước hoặc có sữa hạt. Các bạn không có sữa hạt thì các bạn cho nước, nhưng em sẽ cho cái sữa hạt và tạo vị ngậy ngậy ở cái món bánh này. Không có sữa hạt các bạn dùng nước nhá. Đấy. Để mình xay lên. Các bạn dùng khoảng 200 ml. Đổ cái hỗn hợp chuối với quả chà là tạo vị ngọt cho cái món này. Vì thế các bạn khi làm những món bánh thuần chay các bạn không cần dùng trứng nữa là như vậy, bởi vì những cái sốt nước hoa quả này nó sẽ làm cho các bạn món bánh rất là ngon. Mình sẽ cho cái cà rốt mà chúng ta dùng làm nước ép rau củ, hoặc các bạn cà rốt bào, các bạn cho một cắp nhé, một cắp cà rốt. Em dùng 2 tỷ lệ cắp nhé cả nhà ơi, cho nên nhanh. Mình dùng khoảng 2 thìa nho khô các bạn cho vào đây nhé. Đấy. Và mình sẽ dùng thêm khoảng một cắp, em dùng bột yến mạch nhé, một cắp bột yến mạch nữa. Ăn bột yến mạch có hàm lượng chất xơ tốt hơn cho mình. Đấy, sẽ mình sẽ khuấy đều. Hy vọng cái bát này nó vừa đủ. 2/3 cắp bột hạnh nhân. Các bạn có bột hạnh nhân cho vào rất là ngon, nó ngậy cho cái món này. Đấy ạ. Các bạn trộn bột mà các bạn thấy nó đặc quá, các bạn ơi, mình cho thêm sữa hạt này nhé. Sữa hạt hoặc nước các bạn ạ. Các bạn làm các bạn cứ điều chỉnh dần. Đấy, đặc quá thì cho thêm sữa hạt hoặc nước, loãng quá thì cho thêm bột. Đấy là cách mà em hay làm quen rồi. Các bạn làm quen thì các bạn sẽ biết hết thôi mà. Những bạn mới đầu làm thì các bạn sẽ cho từ từ. Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm các nguyên liệu tạo hương vị cái món bánh này. Cho bột quế hoặc là các bạn cho gừng, và mình công thức này cũng rất là ngon nhé. Cho bột quế em cho khoảng 1 teaspoon cho món này nó thơm. Đấy. Và cho hương vị vanilla, cho khoảng 1 tablespoon hương vị vanilla các bạn có cho vào nhé. Đấy, thì nó thơm cái món bánh này. Rồi tiếp nữa là các bạn sẽ cho cái tạo món này nó nở là baking powder, các bạn cho khoảng 2 teaspoon. 1 teaspoon, 2 teaspoon cho nó nở. Dạ. Rồi mình khuấy đều nữa lên là xong, mình cho vào. Công thức này các bạn có thể vừa làm bánh pancake, các bạn có thể vừa làm món bánh muffin hoặc là bánh cake, các bạn cho vào nồi ở trên không nồi các bạn nướng đều rất là ngon nhé. Bột nó đặc đặc như thế này các bạn này là được rồi nhá. Nó không quá đặc cũng không quá loãng, vì hôm nay mình sẽ cho vào nồi chiên không dầu mình nướng làm thành bánh mì cà rốt, cho nên là mình như vậy là ok rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào cái khuôn nhỏ xinh xinh này. Em đang có hai cái khuôn nhỏ xinh xinh này, em cho vào đây. Cái khuôn này các bạn có thể xịt qua một lớp dầu để nó không bị dính. Mình đổ từng chút bánh vào cái khuôn nhỏ xinh xinh này. Bánh cà rốt rất là thơm các bạn. Ăn cái này các con lại thích, bởi vì các con bạn nào mà lời ăn rau ấy lại không biết đâu nhá, ăn được rất là nhiều cà rốt bên trong này đấy. Rồi mình cứ đổ khoảng 2/3 của cái khuôn cả nhà nhá, khi nó nở lên là vừa đấy ạ. Làm những công thức bánh healthy của Emma ăn như vậy nó dễ tiêu hóa, nó không có đường, nó không có bột tinh luyện và nó cũng không có nhiều dầu mỡ nên ăn dễ tiêu hóa. Còn ăn thông thường những bánh khác nhiều đường nhiều dầu mỡ tinh luyện ăn cảm đầy bụng đập đập như này. Đây cả nhà ơi, mình cho hai khuôn nhỏ nhỏ xinh xinh này. Bây giờ mình cho vào nồi chiên không dầu mình nướng. Các bạn nướng vào nồi hoặc lò nướng nhà các bạn đều được nhé. Nồi chiên không dầu thì các bạn bật cho nó nóng trước khoảng 5 phút. Sau đó là các bạn cho vào, các bạn nướng và các bạn bật ở cái nhiệt độ là 376 độ F, được khoảng 160 độ C. Nướng khoảng 15 đến 20 phút, khoảng 15 phút trước đi, tùy theo nồi chiên các bạn điều chỉnh nhé. Nhà mình ơi, nhấc bánh ra và dùng một cái tăm xiên vào bánh mà nhấc nó lên mà không thấy nó bị dính vào cái tăm này chứng tỏ bánh của mình chín rồi nhá. Đây mình cho bánh ra các bạn ơi, mình vừa úp cái bánh ra. Ui, bánh nóng ngon nở đều ngon chưa. Đây là bánh cà rốt rất là ngon. Ui ngon lắm cả nhà ơi, nó xốp xốp, ui nó nóng.
Rồi mình để nguội rồi mình ăn nhá. Rồi sau video này em chúc tất cả các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn nhớ là nếu ăn bánh ngọt, các bạn làm bánh kiểu như em này là không đường này, không trứng này, không nhiều dầu mỡ này, không dầu mỡ này. Rồi bột nguyên cám ăn như này mình không đầy bụng và cảm thấy tốt hơn cho sức khỏe nhá. Rồi bye bye cả nhà, chúc cả nhà mình sức khỏe. Còn hấp hơi nhìn ngon nhỉ.